đây cha chị, uống đi em. Đây đi. Đây. Vừa làm vừa quay luôn. Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay thì IPEP đào hố lại cà phê nhá anh em nhá. Tại vì hôm nay thì IPEP có công việc thì đi làm, nhưng mà hôm nay thì Ian đi sắc co mì nhá, nhưng mà không đi làm chung vậy IPEP được. Đây thì IPEP với em trai của IPEP giúp đỡ IPEP làm việc nhá. Đây sắc đây. Bây giờ mình chuẩn bị đi xác lại đào lại hố cà phê nhá anh em nha. Đó, thấy chưa? Đây nhưng mà cả hố này nhưng mà to rồi. Xe máy múc rồi nhưng mà mình sẽ làm lại cho nó cân cẳng nhá. Khi nào mình mưa thì mình trồng cà phê. Đây nhá anh em nhá. Đó. Mình làm thế này thôi nhá anh em nha. Hôm nay trời nắng nóng quá anh em ạ. Đó anh em nha. Tại vì mình đào lại cái đất cho nó không sâu tí nhá. Nếu mà sâu thì mình trồng cà phê thì mình sợ mình bón phân thì nó không đúng vào cái rễ của cây cà phê nhá anh em. Ian đi sắc cỏ cà phê nhá anh em nhá. Thì Ian cũng đi chung với IPEP làm việc nhá. IPEP đào hố cà phê. Bây giờ IPEP sẽ lấy cuốc nha. IPEP cũng làm nhá anh em nhá. Vừa làm vừa quay luôn. Để em trai IPEP làm thử nhá. Đó. Đúng rồi. Hello mọi người, hôm nay thì IPEP sẽ lấy cuốc nha anh em. Đây cuốc đây. Đây nhá. Cuốc đây thì mình sẽ đào đất nha, vừa làm vừa quay luôn nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ làm nhá. Vừa làm vừa quay nha anh em. Nhưng mà vừa làm vừa quay thì khó quá nhá anh em ạ. Kìa núi nha anh em. Đó. IPEP sẽ lấy trà sữa nhá. Mình lấy trà sữa uống nhá anh em nhá. Đây trà sữa đây. Lấy trà sữa uống đi em. Đây đi. Đi. Vừa làm tại hôm nay em mình đi làm. Mệt mỏi quá nhá anh em nhá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm tiếp nhá. Đây nhá anh em. Đó. Xong rồi.
bây giờ mình sẽ đi hút khăn. Mệt chưa? Hả? Mệt chưa em? Đó. Đó. Đó anh em. Đây nhá, anh em nhá. Đó thấy chưa anh em? Đó. Nhưng mà mình sẽ đo như thế này thôi nhá anh em nhá. Tại vì mình đo là cho nó không sâu tí. Khi nào trời mưa thì mình trống cà phê nhá anh em nhá. Hôm nay là chưa trời mưa nhá anh em ạ. Tại vì mình làm trước cái hố cà phê anh em. Còn mấy hố rồi. Mệt chưa em? Đây sắp sắp nghỉ trưa rồi. Hôm nay 11 giờ kém rồi. Cố gắng làm đi, còn mấy hố rồi. Còn 1 hố. 2 3 4 5. Còn 5 hố rồi. Cố gắng làm đi, còn 5 hố rồi. Xong 5 hố thì chuẩn bị về ăn cơm nhá anh em. Đây, bên này thì làm xong hết rồi. Nhưng mà cái bếp khát nước quá. Anh em nhé, bây giờ mình sẽ lấy nước uống nhé. Uống hết chưa đấy em? Còn ít mà. Tí nữa uống nhá. Bây giờ cái bếp sẽ lấy nước nhá. Khát nước quá, anh em ạ. Nước đây. Đây, nước uống đây. Khát nước quá. Còn 5 hố rồi mà. Sắp xong rồi. Hôm nay 11 giờ kém rồi. Nước đây. Cố được, khát nước quá. Bếp sẽ lấy cuộc nhá anh em nhé. Làm ăn người cho nó nhanh hơn. Nhưng mà vừa làm vừa đo đất nhưng mà không được nhá anh em nhá. Còn 1 2 3, còn 3 hố rồi. Thì xong 3 hố này thì chuẩn bị đi ăn cơm. Hôm nay là gần 11 giờ rồi. Từ sáng chưa ăn cơm nhá anh em, đợi bụng quá. Bên này là cà phê của người ta nhá anh em nhá. Đó, trong trước thì to rồi. Mình thì chưa trồng nhá anh em nhá, chưa trồng cà phê. Hôm nay YPEP công việc của YPEP làm đào hố cà phê nhé. Quá mệt mỏi luôn. Đó. Để trong hàng nhé. Kia là nhà của người ta nhé. Anh em ơi. Đó. Để trong làng.
đi. Còn 2 hố rồi. Hello mọi người nhé. Thì hôm nay thì IBF sẽ đào hố cà phê nhưng mà xong hết rồi nhá. Còn là một hố em trai của IBF làm nhá. Nhưng mà xong hố này thì mình chuẩn bị về ăn cơm thôi. Nhưng mà từ sáng thì IBF chưa ăn cơm nhá, rất là đói bụng. Thì xong này thì mình về thôi. Bây giờ mình làm xong hết rồi mọi người nhá. Thì bây giờ mình chuẩn bị về ăn cơm thôi mọi người. IBF sẽ cầm nước nhá. Đi. Đi trước đi. Về thôi. Về ăn cơm nhá anh em nhá. Tại vì mình làm hố cà phê xong hết rồi. Đó anh em. Thì hôm nay là 11 giờ rồi nhá. 11 giờ rồi thì mình chuẩn bị về ăn cơm thôi. Về thôi. Làm xong hết rồi. Đây, nước rồi. Về đi. Cơm ăn nhá. Đang nghỉ trưa nhá. Cơm đâu? Không có cơm à? Đây cơm đây. Cơm nha. Cơm. Bây giờ mình sẽ lấy thịt cá. Đây là thịt cá nha anh em nha. Đó. Chuẩn bị ăn ăn cơm trưa thôi. Lên trên đi. Uống nước ngọt nhé. Đó. Đó, xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy đồ vào nhé. Đây. Xe đi em. Hello mọi người nhé. Thì hôm nay thì IPF đã nghỉ trưa thì ăn cơm nhé. Tại vì sáng nay mình làm việc thì xong rồi. Thì tại vì mình làm việc xong thì hôm nay thì mình đã nghỉ trưa thì ăn cơm nhé anh em nhé. Thì từ sáng chưa ăn cơm rất là đói bụng. Thì bây giờ thì IPF với Y Long thì chuẩn bị ăn cơm nhé mọi người nhé. Ăn đi. Nhưng mà mình ăn cơm thì không có canh nhá anh em nhá. Thịt cá thôi. Đó nha, đây. Cá với đậu nành á anh em nhá. Thì nước canh thì không có nha anh em ạ. Đi, đây. Còn đây. Chọn món nào. Ăn đi. Rất là đói bụng, từ sáng chưa ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm buổi trưa nhá anh em nhá. Ăn cá đi. Dạ. Cá đi. Từ sáng chưa ăn cơm rất là đói bụng. Tại vì mình làm đào hố cà phê nhé anh em nhé. Thì đào hố cà phê thì mình đào cho nó không sâu tí. Tại vì khi nào trời mưa thì mình trồng cà phê. Thì mình làm xong rồi. Y Long với Y Bếp thì làm xong rồi. Nhưng mà hôm nay là đang nghỉ chưa ăn cơm nhé. Ăn
cơm vừa uống được ngọt hơn. Đây. Trăng ly. Trăng ly uống nước ngọt. Mời cả nhà uống nước ngọt nhé. Mời cả nhà uống nước ngọt nha. Vừa ăn cơm vừa uống được ngọt luôn. Mình phải ăn nhiều nhiều cho nó có sức khỏe nha anh em. Tại vì mình làm việc mệt thì mình ăn ít thì sợ không có sức khỏe nha anh em nha. Ngon chưa? Ngon rồi. Ngon rồi. Bây giờ thì Pepe xin phép dừng video tiếp tại đây nha mọi người. Thì mọi người thấy video thì cuộc sống của Pepe cùng đi làm việc, chia sẻ, cùng ăn cơm buổi trưa. Hôm nay thì mình ăn thì no rồi. Thì bây giờ thì YPEP xin phép dừng video tiếp tại đây. Mọi người thấy video thì ít, nhớ đăng ký kênh ca sĩ Ian để YPEP cùng Ian có động lực ra video sớm hơn mọi người nhé. Bye bye mọi người.